Vâng, chị Quỳnh Hoa này tôi không biết như thế nào nha, chứ thường là những cái loại trái cây mà chúng ta hay nói là những loại trái cây nóng sẽ xuất hiện rất nhiều trong những cái thời tiết nắng nóng như thế này. Mùa Bây giờ hè là đúng mùa không? hè rồi đúng không ạ? Vâng. Bây giờ là xuất hiện cái loại trái nhãn nè, bên cạnh rất nhiều những cái loại trái khác như là nào là mận nè, rồi vải nữa. Ôi, tôi thấy là rất là nhiều luôn. Vâng, chính xác là như vậy. Nhưng mà thực tế thì nhãn thì Việt Cường đừng có nghĩ là chúng ta chỉ có thể ăn tươi đâu. Nếu như mà chúng ta ăn tươi không thì có lẽ là chúng ta sẽ cảm thấy là nó ngán, hoặc là nếu cứ ăn như thế thì chúng ta sẽ cảm thấy Nó nóng quá. nó rất là nóng, đúng không ạ? Nhưng mà ngoài ra thì trái nhãn cũng có thể là làm rất là nhiều món khác. Ví dụ như là có thể kể đến là chè hạt sen long nhãn chẳng hạn, cũng là giải nhiệt trong cái ngày hè này rất là tốt. Hoặc thậm chí là chúng ta có thể sấy khô rồi làm các cái món khác từ nhãn nữa. Vâng ạ, quả thật đây là những cái gợi ý rất là hay đó ạ. Và khi nhắc tới trái nhãn thì tôi nhớ được ở miền Bắc thì chúng ta hay nhắc đến nhãn của Hưng Yên hay là nhãn của Sơn La. Thế nhưng trên thực tế tôi được biết còn có một loại nhãn cũng vô cùng nổi tiếng của mảnh đất Hà Thành nữa. Chị Hoa không biết là có biết không ạ? Vâng, tất nhiên là tôi phải nắm rất rõ rồi ạ. Và đó cũng chính là trái nhãn chín muộn Đại Thành của huyện Quốc Oai. Và đây cũng là một trong những cây ăn quả đặc sản của thủ đô. Và hiện tại thì nhãn chín muộn Đại Thành cũng đã được xuất bán sang một số nước quốc tế như là Anh và Mỹ. Đặc biệt là với người tiêu dùng ở trong nước thì vô cùng ưa chuộng, bởi vì trái rất là to, nhiều nước và vị thì ngọt dịu, thơm ngon. Mục đặc sản quê nhà ngày hôm nay thì chúng tôi cũng muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn loại đặc sản này. Và nhãn muộn Đại Thành thì cũng đã trở thành một trong những sản phẩm OCOP của thành phố Hà Nội. Hơn 1 hecta diện tích trồng nhãn theo tiêu chuẩn Việt Gáp của gia đình ông Hạnh tại xã Đại Thành, huyện Quốc Oai đã được cấp mã số vùng trồng. Không những bán được với giá cao hơn ở trong nước, việc thực hiện sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp còn giúp trái nhãn của gia đình ông đủ điều kiện xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Phương đây và gia đình cũng áp dụng theo cái chương trình làm theo Việt Gáp như này, thì gia đình tức nghĩa cũng rất là phấn khởi và mừng là sang đến năm nay thì là cũng đã có nhiều những cái, tức nghĩa là bên đơn vị thu mua theo tiêu chuẩn xuất khẩu đã được chấp nhận, tức nghĩa là để xuất khẩu sang Mỹ. Nhãn muộn Đại Thành có vị ngọt thanh, cùi dày, hạt nhỏ, có nhiều điểm khác biệt với một số giống nhãn nổi tiếng khác trên cả nước. Đây cũng là lý do khiến cả thị trường trong nước và nhiều thị trường quốc tế yêu thích. Đối với người Mỹ nói riêng và trên thế giới nói chung thì mọi người rất là thích cái trái nhãn này và họ rất là chờ đợi cái trái mà mang tính chất là đặc thù của miền Bắc, bởi vì là nó sẽ có những cái vị rất là khác biệt so với trái của trong miền Nam cũng như là đối với trái nhãn của Thái Lan. Xác định Đại Thành sẽ là vùng sản xuất nhãn chủ lực và chất lượng cao của thành phố. Vì vậy hiện nay, hơn 90% số hộ trên địa bàn xã Đại Thành đang đầu tư thâm canh nhãn chín muộn theo quy trình Việt Gáp. Với lợi thế còn giữ được nguồn gen quý của cây nhãn tổ Đại Thành, ngoài phát triển sản phẩm chất lượng cao, ngành nông nghiệp Hà Nội sẽ đẩy mạnh kết nối các tour du lịch về vùng trồng nhãn nhằm quảng bá thương hiệu nhãn Đại Thành. Thì với cây nhãn tổ, nó sẽ là cái linh hồn của cái sản phẩm và cái việc mà cái khả năng khai thác về kinh tế, về duy trì hệ thống giống cũng như là phát triển du lịch thông qua cái tới cây nhãn tổ này để tìm hiểu nó ấy, thì sẽ là một cái sức hút rất lớn đối với khách du lịch. Và đấy cũng là hình thức để mà quảng bá cái sản phẩm, cái thương hiệu sản phẩm rất là tốt. Hiện toàn xã có 160 hecta trồng cây ăn quả, trong đó có 115 hecta trồng nhãn chín muộn. Với lợi thế là đặc sản vùng miền và được người tiêu dùng ưa chuộng, dự kiến đến cuối năm nay, địa phương sẽ quy hoạch phát triển vùng trồng nhãn chín muộn lên khoảng 170 hecta.